Tổ tiên dặn kỹ, canh ba chớ tham dục, nửa câu sau quan trọng hơn nhiều. Dân gian có câu, canh ba chớ tham dục, nửa đêm chớ tham ăn. Từ xưa, di sản văn hóa của Trung Quốc đã rất sâu sắc, đặc biệt là sau hơn 2.000 năm kết tổ văn hóa, tất cả các khía cạnh của lĩnh vực văn hóa đều rất đầy đủ. Ngoài văn hóa được những học giả yêu thích, những câu nói dân gian còn chứa đựng trí tuệ và kinh nghiệm mà người xưa để lại hàng nghìn năm. Những câu nói phổ biến được lưu truyền giữa những người bình thường này thường tiết lộ một số sự thật sâu sắc. Dân gian có câu, canh ba chớ tham dục, nửa đêm chớ tham ăn. Canh ba chớ tham dục, người xưa thường lấy từ canh để làm đơn vị đo thời gian. Thời gian ban đêm bao gồm 5 canh bắt đầu từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Vì thế mới có câu tục ngữ, nửa đêm ngủ, canh năm dậy, chính là dùng để hình dung một công việc cực khổ. Canh ba chớ tham nữ sắc lại là một lời khuyên chân thành dành cho nam giới và phụ nữ. Canh ba, vào thời xưa thì được xem là khoảng thời gian từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Dưới góc độ của Trung Y thì khoảng thời gian này dùng để ngủ, cũng là khoảng thời gian mà cơ quan nội tạng tiến hành điều tiết và phục hồi thải độc. Thế nên thời gian này nếu con người chưa chịu nghỉ ngơi mà làm một số việc vợ chồng sẽ cản trở việc thải độc gan. Việc không tiết chế trong thời gian dài còn khiến cho thận bị áp lực, tổn hại đến sức khỏe của thận. Theo khoa học hiện đại, nghiên cứu hiện trạng về giấc ngủ cho thấy, giấc ngủ sâu nhất và mãnh liệt nhất trong 2 giờ đầu tiên, trong giai đoạn REM chuyển động mắt nhanh đầu tiên, và do đó có tác dụng phục hồi nhiều nhất. Và trong khoảng thời gian, canh ba, cũng là lúc các kinh lạc trong cơ thể ngủ yên, tạng gan giải độc. Mọi người nên ngủ đủ giấc vào thời điểm này. Hơn nữa, đối với chuyện chăn gối thì cả nam và nữ đều tốn kém rất nhiều sức lực. Thời điểm canh ba là lúc cơ thể nên được nghỉ ngơi sau một ngày dài mỏi mệt. Nếu như bạn cứ cố làm việc quá sức, cơ thể sẽ không được nghỉ ngơi đủ mức, cơ thể vì thế cũng không thể khỏe mạnh. Chính vì thế, nếu như muốn duy trì mối quan hệ vợ chồng, mọi người có thể chọn thời gian phù hợp hơn cho chuyện chăn gối, đặc biệt là những khi cơ thể đã nạp đủ năng lượng cần thiết cho một ngày dài. Nửa đêm canh một chớ tham ăn. Khi nói đến chế độ ăn uống, nó rất quan trọng đối với mọi người. Từ xa xưa, chúng ta đã có hiểu biết rất toàn diện về các loại thực phẩm khác nhau và có thể nấu những món ăn rất ngon. Đối với những người giữ gìn sức khỏe, chế độ ăn uống hàng ngày của họ đương nhiên được đặt lên hàng đầu. Người ta cũng có xu hướng ăn uống với nguyên tắc, bữa ăn cân bằng dinh dưỡng và ngon miệng. Quan niệm, ngày ba bữa, đã ăn sâu vào lòng dân gian từ xa xưa. Các nghiên cứu khoa học hiện nay đã khẳng định đây thực sự là thói quen ăn uống có lợi nhất cho cơ thể con người. Có thể thấy, ngay cả việc ăn uống cũng có thời gian tương đối rõ ràng, chỉ theo thời gian quy định này mới có thể phân chia bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Nửa đêm là một thuật ngữ chung ở đây, và nó có thể đề cập đến khoảng thời gian từ 7 đến 9 giờ tối. Trong khoảng thời gian này, mặt trời đã lặn và trời đã tối. Câu này có nghĩa là trong khoảng thời gian này không được háo ăn, chỉ ăn chút gì là đủ no, vậy tại sao lại có câu nói như vậy? Hiện nay có một câu rất phổ biến là, sáng ăn như vua, trưa ăn như hoàng tử, tối ăn như ăn mày, nên bữa ăn vào canh một đương nhiên là bữa tối. Y học cổ truyền Trung Quốc có một câu nói gọi là, sống lâu, ruột phải thông. Nghĩa là muốn sống lâu thì phải luôn giữ cho đường ruột trong sạch. Các nghiên cứu khoa học hiện nay cũng đã kiểm chứng quan điểm của người xưa. Thức ăn mà con người ăn vào được tiêu hóa qua ruột, do đó nó sẽ không tích tụ trong cơ thể con người. Nhưng nếu bạn ăn quá nhiều, nó sẽ làm tăng gánh nặng cho cơ thể, và thức ăn bạn ăn vào có thể tích tụ trong cơ thể và không thể bài tiết ra khỏi cơ thể một cách bình thường. Hơn nữa, sau canh đầu tiên, các hoạt động của con người bị giảm sút rõ rệt, năng lượng tiêu hao cũng theo đó mà giảm đi, khiến hệ tiêu hóa không thể hoạt động bình thường. Người ta cũng đã khẳng định rằng nếu ăn nhiều vào ban đêm không chỉ làm rối loạn đồng hồ sinh học của con người mà còn làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa, gây hại cho sức khỏe con người. Và đến nửa đêm, quá trình lưu thông máu trong cơ thể con người cũng sẽ trở nên chậm chạp. Nếu ăn tối quá nhiều sẽ trực tiếp gây béo phì, huyết áp cũng bị ảnh hưởng. Cảm ơn bạn đã nghe bài viết về canh ba chớ tham dục, nửa câu sau quan trọng hơn nhiều. Những nội dung được chia sẻ trên đây hy vọng sẽ hữu ích đối với các bạn. Bạn có thể đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ, bình luận bên dưới và xem thêm các bài đăng của chúng tôi.
liên quan tiếp theo và mong rằng sẽ giúp ích cho các bạn những thông tin bổ ích và thú vị.